Ngày 27 tháng 9, Thượng tá Phạm Thành Trung, trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, Long An cho biết đã bắt giữ Phạm Vũ Linh, 30 tuổi, ngụ ấp 4 xã Mỹ Quý Tây vì đã giữ hai túi ni lông chứa chất ma túy, nghi là ma túy khi nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam. Trước đó, ngày 22 tháng 9, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp cùng phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện Trần Nhật Sơn sinh năm 1992 ngụ Gò Vấp Nhập cảnh vận chuyển trái phép 22 chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max mới 100% từ Singapore về Việt Nam. Sơn Khai mua và mang iPhone 15 từ Singapore về Việt Nam để bán kiếm lời. Tổng trị giá hàng hóa ước tính khoảng 900 triệu đồng. Qua khai thác nhanh ban đầu, Linh khai nhận do cần ma túy để sử dụng nên đã liên hệ với một người Campuchia chưa rõ lai lịch, địa chỉ có bán ma túy. Linh sang Campuchia gặp người này mua hơn 9 gam ma túy với giá 2 triệu đồng để đưa về Việt Nam sử dụng. Tuy nhiên, Linh chưa kịp sử dụng, đã bị lực lượng biên phòng phát hiện bắt giữ.